Nên nhớ rằng tiền tiết kiệm bằng với tổng thu nhập trừ đi tất cả chi phí, còn một khoản dư đó chính là tiền tiết kiệm. Vậy thì hãy tiết kiệm, nhịn uống ly cà phê buổi sáng, ăn uống kham khổ, bằng mọi giá phải kham khổ để có tiền tiết kiệm. Ủa, vậy tiết kiệm chi rồi để không được hưởng thụ cuộc sống? Giàu làm chi để mà phải tiết kiệm ly cà phê mỗi buổi sáng? Vậy thì sống làm gì? Làm thế nào để có một khoản tiền kinh doanh, đầu tư? Phương án tối ưu đó chính là tiết kiệm. Và nếu bạn đang khởi đầu từ con số 0, bạn không may mắn được cha mẹ hoặc một người nào khác cho một cái khoản tiền để bạn đầu tư, thì đó là một điều may mắn. Tại vì sao? Nếu mà bạn có một khoản tiền đầu tư ngay từ đầu, thì bạn sẽ đem khoản tiền đầu tư đó bạn quăng vô, và sau khi bạn đầu tư thua lỗ thì bạn sẽ cay cú. Và sau khi cay cú, bạn sẽ mượn nợ và bạn sẽ lại thua lỗ. Và lúc đó bạn sẽ bước từ con số âm chứ không phải là từ con số 0 như lúc tay trắng nữa. Và tiết kiệm nó có giống như là ăn uống kham khổ hoặc là nhịn ly cà phê mỗi buổi sáng để mà tiết kiệm từng đồng từng cắc hay không? Tôi nghĩ đó không còn gọi là tiết kiệm nữa, mà đó chính là bần tiện. Tại sao phải biết về quản lý tài chính cá nhân? Vậy quản lý tài chính cá nhân nó có phức tạp và rối não, giống như là phải chia những cái khoản thu nhập của bạn ra làm 6 chiếc hũ, giống như một bậc thầy nào đó ở bên nước Mỹ đã nói, hoặc là bạn phải ghi chú từng cái khoản chi phí của bạn, giống như là bạn đi mua một lon nước, một chai nước giá 10.000, hoặc là bạn mua chai gội đầu giá 30-40 ngàn gì đó, mà bạn phải ghi chú có cần vất vả và phức tạp vậy hay không. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái quyển sách mà theo tôi nghĩ nếu mà bạn nào mới bước chân vào lĩnh vực tài chính, hoặc là mới bước chân vào đầu tư nè, rồi muốn kinh doanh có một số tiền bé bé để kinh doanh, thì tôi nghĩ đây là một cuốn sách dành cho bạn. Tại vì cuốn sách này sử dụng những ngôn ngữ, từ ngữ hết sức là đơn giản và hết sức là gần gũi. Quyển sách này được viết bởi tác giả là Christy Sen và Chris Leon. Đây là hai vợ chồng và họ kiếm được 1 triệu đô vào năm 31 đến 33 tuổi. Tác giả cô là một cô gái rất là khổ. Từ cái lúc mà cô sinh ra là cô đã không có lợi thế so với bạn bè bằng cái nước da, là nước da ngăm ngăm. Thì cô là một người Trung Quốc, thì các bạn biết người châu Á thì nước da màu vàng, còn nước da của cô là màu ngăm ngăm chứ không phải màu đen. Màu đen thì nó giống châu Phi rồi. Thì nước da ngăm ngăm là cô đã có một cái xuất thân là nó gọi là nó thua thiệt với bạn bè rồi. Rồi một cái nữa là cô đã trải qua một cái nạn đói kinh khủng ở Trung Quốc, mà sau cái nạn đói đó thì có một thứ thuốc độc đã giết chết rất nhiều người, và cô đã từng chứng kiến cái đó. Chứng kiến cái cảnh chết nhiều người là tại vì sao? Sau khi mà trải qua rất là nhiều ngày đói khổ á, thì những người đó lại được một cái người nào đó cho rất là nhiều thức ăn. Những thức ăn đó hoàn toàn là sạch và những thức ăn đó hoàn toàn là không có độc. Nhưng mà sau khi họ ăn vào thì họ đã chết do là bị bội thực. Tại vì sau khi khoa học nó chứng minh thì nó rất là lòng vòng. Mà sau khi á, mà họ đang đói, nhịn đói rất là nhiều ngày á, thì họ ăn thức ăn vô á, thì nó tiết ra một cái hormone gì đó mà nó giết chết con người ngay lập tức. Nên là cô trải qua một cái đợt nạn đói kinh khủng ở Trung Quốc như vậy. Và còn một cái nó đi sâu vào mình nữa, nó làm cho mình cảm thấy là rất là đồng cảm với cô. Đó chính là cô xuất thân nghèo khổ đến nỗi mà cô ngày nào cũng ra cái bãi rác. Mỗi lần mà cô muốn chơi một món đồ chơi gì, cô phải ra cái bãi rác ở gần bệnh viện để mà cô lục những cái bao tay mà cao su của những người bác sĩ, bao tay cao su để cô bệnh thành một cái dây để mà cô chơi nhảy dây. Và khi mà cô nói diễn tả bằng rất những cái ngôn ngữ rất là bình dị là khi mà mỗi ngày cô đều ra cái bãi rác đó để chi? Cô tìm những cái kho báu, tìm những cái kho báu ra để mà tìm những cái món nào mà có thể đem về để mà chế tạo, tự chế tạo những cái đồ chơi cho riêng mình, chứ đâu có tiền đâu mua.
khổ đến nỗi vậy á, nên là mình mới thấy là mình đồng cảm. Nên là cái quyển sách này nó đi sâu vào lòng tôi ngay từ những trang đầu tiên rồi. Thì trong quyển sách này nó động lại bốn ý tưởng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngay và liền luôn. Ý tưởng thứ nhất là vấn đề về tại sao phải tiết kiệm. Thì trong cái vấn đề mà tại sao phải tiết kiệm á, thì cô có nói cái ý đầu tiên là bạn phải sắp xếp chi tiêu của bạn hợp lý. Để muốn biết bạn có chi tiêu hợp lý hay không thì bạn hãy dỡ tủ quần áo của bạn ra và bạn phân cái sào đồ ra làm hai và lùa hết đồ của bạn về bên một phía bên cái tủ đồ. Và sau khi mà bạn lấy một cái bộ đồ ra bạn mặc thì bạn bỏ lại phía bên này, và đến cuối tháng hoặc là cuối năm thì bạn sẽ nhận ra là sẽ có những bộ đồ mà bên đây vẫn còn. Có nghĩa là sao? Sau một tháng hoặc một năm có những bộ đồ mà bạn không hề đụng đến, hay nói cách khác là có những vật dụng bạn mua về mà một năm bạn mới xài một lần hoặc là mấy năm bạn mới xài một lần. Đó là một cái khoản, những khoản chi tiêu rất là phung phí. Và đặc biệt đối với phụ nữ thì người ta thích mặc đẹp nè, nên là người ta thấy đồ nào đẹp người ta cứ mua về mà người ta ít khi mà sử dụng. Nên là cái vấn đề sắp xếp chi tiêu hợp lý ở chỗ là nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được một đống tiền, chứ không phải là bạn tiết kiệm là bạn nhịn uống ly cà phê hoặc bạn ăn uống kham khổ để mà bạn có được một cái khoản tiền tiết kiệm. Thì cô nói là nếu mà như vậy thì thà cô chết đi cho nó sướng hơn, chứ tự nhiên bắt tôi giàu lên rồi giờ cuộc sống của tôi không cho tôi hưởng thụ, không cho tôi sống thì tôi sống làm gì nữa, tôi giàu làm gì nữa, thà tôi nghèo sướng hơn. Đó là cái ý số 1 trong cái ý đầu tiên là tiết kiệm. Xin lỗi đã làm phiền các bạn. Nếu mà đây là lần đầu tiên bạn xem kênh của tôi, hãy dừng lại một vài giây, nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào bảng chuông bên cạnh. Và nếu video của tôi có lỗi gì thì hãy comment mạnh tay xuống dưới cho tôi biết, vì hành động đó của bạn vô tình làm cộng đồng của mình phát triển, xã hội của mình tốt hơn. Còn cái ý số 2 trong cái ý tiết kiệm đó chính là những liều dopamine. Những liều dopamine thì cô có chia sẻ là lúc mà cô đi làm mà cô kiếm được tiền đó thì cô mới nhận ra là cô bị nghiện túi sách đến nỗi mà mấy cái túi sách đầu tiên á, cô khi mà cô mua về á, cô mở cái túi sách đó ra và cô đút vô mũi vô cô hửi thì ôi cái mùi da nó rất là thơm và cô rất là thích. Nhưng mà cô chợt nhận ra, cô chợt phát hiện là mỗi tháng cô phải mua một cái túi sách, và cứ có tiền là cô lại mua túi sách hàng hiệu. Và cô chợt nhận ra là sau khi một cái túi sách, ban đầu hai cái túi sách, ba cái túi sách thì cô còn cảm thấy là cô hưng phấn, cô cảm thấy thích thú nó. Và đến cái túi sách thứ ba, thứ tư thì cô cảm thấy là không có còn hưng phấn như là những cái túi sách ban đầu nữa. Nên là trong cái ý này cô muốn nói với mình là khi mà bạn quyết định mua một cái vật gì đó thì bạn phải cảm thấy là thật sự cần thiết nó thì bạn mới mua. Còn nếu mà bạn không cảm thấy cần thiết thì bạn nên để dành khoản tiền đó để bạn mua cái khác. Giống như là một cái điện thoại giá 10 triệu và một cái điện thoại giá 30 triệu. Hiện tại thì bạn thấy cái 10 triệu nó vẫn xài được, nó vẫn ok thì bạn không nên mua cái giá 30 triệu, tại vì mua về thì nó sẽ sướng được một vài ngày, thậm chí là một tuần hoặc một tháng là nó sẽ mất tan biến cái sự sung sướng đó và bạn sẽ cảm thấy chán ngay. Nên là suy nghĩ chi tiêu cho rất là hợp lý trong cuốn sách này đã nói về cái liều dopamine trong ý số 1. Và còn cái ý, một cái ý trong cái tại sao phải tiết kiệm nữa là cái ý số 3. Cái ý số 3 trong cái ý số 1 mà tôi muốn gửi đến các bạn là tại sao phải tiết kiệm, đó chính là khi mà bạn tiết kiệm á, thì bây giờ nếu mà bạn đang khởi đầu ở con số 0 á, thì bạn tiết kiệm là nó bình thường rồi. Còn nếu mà bây giờ bạn đang mắc rất là nhiều nợ thì hãy tìm cách là, nếu mà bạn có thẻ tín dụng á, bạn hãy tìm cách là trả hết tiền trong thẻ tín dụng. Rồi sau khi mà trả hết tiền trong thẻ tín dụng, bạn nên lấy cái kéo bạn cắt cái thẻ tín dụng đó luôn, không xài thẻ tín dụng nữa. Còn nếu mà bạn đang vay tiền, bạn mua xe hơi hoặc bạn đang mua nhà hoặc đang mua những cái đồ nào mà nó khiến cho bạn á là bị mất tiền vì nó, giống như mua điện thoại đồ á, thì bạn nên thanh toán hết những cái khoản nợ đó rồi sau đó bạn mới có thể tiết kiệm được. Cái ý số 2 trong cuốn sách này đó chính là những khoản đầu tư hợp lý. Thì cái ý số 1 trong ý số 2 đó chính là nhà có phải là một khoản đầu tư hợp lý hay không. Thì cô nói thẳng luôn, nhà không phải là một khoản đầu tư hợp lý. So với cái tiền mà cô mua nhà thì cô để trong ngân hàng, xong rồi hàng tháng thì nó sinh ra lãi cho cô và cô lấy cái tiền đó cô đi thuê nhà còn sướng hơn là cái tiền cô mua nhà. Rồi chưa kể là chi phí vận hành, rồi hao mòn căn nhà nữa. Thì cô chia sẻ là nhà
nó không phải là khoản đầu tư hợp lý dành cho bạn nếu mà bạn chưa có nhà. Còn cái thứ hai, trong cái ý số 2 đó chính là những kẻ cướp ngân hàng. Những kẻ cướp ngân hàng thì bạn hình dung là những người cầm súng rồi vô ngân hàng lấy tiền. Nhưng mà những kẻ cướp ngân hàng của cô nói trong quyển sách này, đó chính là những quỹ tương hỗ, những quỹ đầu tư. Giống như là cô ở đây, khi mà cô vô gặp một cái người bên quỹ đầu tư và cô nói chuyện thì cô, cái ông này ổng nói là cô hãy cứ đưa tiền cho tôi, đại khái câu chuyện thôi nha, cô hãy cứ đưa tiền cho tôi. Rồi bà này, cô này, cô mới hỏi lại là ủa vậy tiền của tôi anh đầu tư ở đâu? Thì ông này nói là cô không biết đầu tư ở đâu, miễn sao á, lời thì cô lấy, lỗ thì cô chịu. Nên là tác giả nói là vậy thì không được, tại vì tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi không muốn quay lại cảnh nghèo khổ nữa, nên là tôi không muốn đưa tiền cho anh. Và cô nói là những người đó là những người cướp ngân hàng thật sự. Còn cái ý số 3, trong cái ý số 2 là những khoản đầu tư hợp lý, là làm gì khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Thì cái thực tế ở Việt Nam mình thì như các bạn đã thấy, thì cách đây hơn một năm thì thị trường chứng khoán đã sụp đổ. Và cô nói là làm gì khi thị trường sụp đổ, thì cô nói là không có gì lo lắng, thị trường rồi sẽ lên lại, thị trường rồi sẽ phát triển lên lại, tại vì thị trường không có sụp đổ hoài. Và khi mà thị trường sụp đổ, bạn chỉ cần cơ cấu lại tài sản, những cái chỉ số ở trong cái quỹ đầu tư của bạn, những cái chỉ số mà bạn đã đầu tư, những cái tài sản mà bạn đã phân bổ rồi, thì bạn chỉ cần phân bổ lại, cơ cấu lại là bạn có thể làm yên tâm. Nên là khi thị trường sụp đổ, bạn không nên là bán những cái quỹ chỉ số đó, bạn không nên bán những cái khoản đầu tư đó, mà bạn hãy để im và cơ cấu lại. Bạn chỉ nên bán một ít nếu mà tỷ lệ phần trăm nó quá chênh lệch như ngay lúc đầu bạn định hình. Thì tôi cũng đã có làm cái video gọi là phân bổ tài sản của Ray Dalio, thì bạn nào mà chưa xem thì nên xem cái video đó. Còn cái số ý số 3 là không bao giờ mà phải cực khổ kiếm tiền nữa. Thì có ba cái phương án mà trong cái ý số 3 này, đó chính là cái thứ nhất là đệm đỡ tiền mặt. Đệm đỡ tiền mặt nói đơn giản hơn, đó là một cái khoản tiền bạn luôn để trong ngân hàng, và khi thị trường sụp đổ hoặc là khi mà bạn rất là cần tiền rồi thì bạn lấy ra. Thì cái khoản tiền đó nó là cái chi phí mà 3 tháng hoặc chi phí 6 tháng để mà bạn có thể lấy ra mà xài. Chi phí đó là khoản chi phí mà nó có thể giúp cho gia đình bạn tồn tại. Ví dụ như một tháng gia đình bạn chi tiêu khoảng 10 triệu thì bạn phải luôn để 60 triệu hoặc 30 triệu ở trong ngân hàng, và để những lúc cần thiết nhất bạn lấy cái khoản tiền đó ra bạn xài. Và cái ý số 2 là khiên trắng lợi suất, nó giống như là một cái khoản mà bạn để trong ngân hàng, sau đó thì cái khoản đó nó sinh lời ra và nó bổ sung vô cái đệm đỡ tiền mặt ở phía trên. Thì khi mà có khủng hoảng xảy ra thì cái khiên trắng lợi suất này nó sẽ sinh lời tiền ra và nó bơm vô tiền này, và bạn chỉ cần rút cái tiền này ra bạn xài. Đó chính là hai cái ý mà không bao giờ kiếm tiền nữa. Còn cái ý số 3 trong cái ý là không bao giờ kiếm tiền nữa là vấn đề về lạm phát nè, con cái nè, chăm sóc sức khỏe nè, thì cô nói là không cần quan tâm đến vấn đề đó. Tại vì khi mà bạn đã cơ cấu được tài sản của bạn rồi, bạn đã phân bổ những cái tài sản của bạn một cách hợp lý rồi, thì những tài sản đó theo năm tháng, cho dù lạm phát xảy ra hoặc cho dù sụp đổ thì tài sản của bạn nó vẫn tăng. Nên là lạm phát là không phải lo. Còn con cái thì cô nói là khi mà có một người con thì nó sẽ tốn tiền hơn là có hai người con. Thì trong sách cô đã dẫn giải nhiều cái gọi là cái dẫn chứng ra để mà mình biết. Rồi còn cái việc chăm sóc sức khỏe nữa thì cô bàn về cái việc gọi là cô mua bảo hiểm thế nào cho nó hợp lý. Rồi cái ý số 4 trong đây là không cần phải có triệu đô la để bạn có thể tự do được, bạn có thể thoải mái được, mà bạn chỉ cần có một cái khoản tiền, mà khoản tiền đó nó sinh ra một khoản lợi nhuận đủ cho bạn, đủ chi phí cho bạn để bạn sống một năm là bạn có thể tự do được, chứ không cần phải đạt 1 triệu đô như tác giả. Thì tôi cũng đã làm cái video là cái giá cho giấc mơ của bạn bao nhiêu, cái giá cho giấc mơ của bạn có phải là như 1 triệu đô la là như 23 tỷ đồng như là bạn thường nghĩ hay không, hay là cái giá của bạn cỡ vài tỷ là bạn đã có thể thoải mái tinh thần, bạn đã có đủ một cái số tiền để mà bạn có thể tự do hơn, bạn có thể thoải mái tinh thần hơn, hay ít ra thì bạn cũng không cần phải chật vật thiếu trước hụt sau như thời điểm hiện tại. Nên cái video này tôi muốn các bạn là sao?
Thứ nhất là tôi muốn giới thiệu những cái ý trong sách này rất là hay và rất là gần gũi, và xuất thân của tác giả nó cũng một phần nào giống xuất thân của anh em mình, nên là tôi mới muốn giới thiệu cho các bạn. Và cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ trong sách sử dụng rất là gần gũi nè, rất là mộc mạc, rất là đơn giản. Tại vì tác giả thì chỉ trình bày ý tưởng, còn một người khác thì biên soạn, biên thảo giùm, nên là cái ngôn ngữ nó rất là tuyệt vời. Và nếu mà bạn nào thấy thích cuốn sách thì có thể nhấp ở link tiếp thị liên kết của tôi ở bên dưới. Còn nếu mà đây là lần đầu tiên bạn xem kênh của tôi, hãy dừng lại một vài giây, nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông bên cạnh. Và nếu video của tôi có lỗi gì, hãy comment mạnh tay xuống dưới giùm tôi. Vì hành động đó của bạn vô tình giúp cộng đồng của mình phát triển hơn, xã hội của mình tốt hơn. Nếu bạn có thắc mắc gì về video của tôi, xin hãy comment ở bên dưới. Nếu không, tôi sẽ rất cô đơn đó. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của tôi, thì hãy nhớ...